Ê, xin chào cả mọi người nhá. Chào mừng trở lại với The Battle Cat Việt Nam này. Nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với channel của mình thì mình là Mèo nhá. Mình sẽ là người cùng đồng hành với các bạn trong quá trình các bạn chơi tựa game The Battle Cat cũng như là những khó khăn các bạn gặp phải khi chơi game này. Yeah. Ok, chào mừng các bạn trở lại với channel của mình nhá. Đã hơn một tuần rồi, chính xác là 11, 12 ngày gì đó. Mình không quay clip. Mình xin lỗi các bạn vì mình chưa có thời gian quay, tại vì hiện tại thì mình đang sắp đến giai đoạn thi và học hành gấp rút rồi, có rất là nhiều việc mình cần phải lo trước khi mà mình quay video, cho nên là hiện tại mình khá là bận. Bây giờ mình đang cố gắng dành một số thời gian nhỏ nhoi nhất của mình để mình quay một cái clip, coi là một cái clip nhỏ nhỏ để cho các bạn coi nhá. Hôm nay mình sẽ tiếp tục đánh Star Legend các bạn ạ. Ok, thì đánh Star Legend tiếp thôi. Trong một tuần vừa qua thì mình suốt ngày chỉ có học học hành hành các thứ. Xong rồi mình cũng chưa có thời gian để kể cắt phút để quay cho các bạn cái sự kiện Crash Fever kia. Mình rất là xin lỗi các bạn ạ. Và ngoài ra thì mình cũng còn đang bị cảm cúm nữa. Ôi, mệt, nhức đầu xong rồi. Kiểu thời tiết nó cứ nóng nóng lạnh lạnh xong rồi nắng khô khô mưa mưa các thứ. Cảm giác kiểu nó thay đổi đột ngột các thứ ấy khiến cho mình bị ốm các bạn ạ. Khổ lắm. Đây các bạn đang thấy trên màn này các bạn là các em Monster Girl đây, rất là xinh đẹp và xinh đẹp rồi đấy. Và hình như có guarantee chứng tỏ là bây giờ cũng là sắp kết thúc cái này rồi nhỉ. Cái game này mình thực ra cái này mình cũng không muốn quay lắm, tại vì quay cái này thì thực ra mình đã có nhiều anti raid khá là mạnh rồi, bê thêm con này vào thì chỉ để trưng thôi. Thì các bạn nào mà không có anti raid mạnh thì các bạn hoàn toàn có thể quay sự kiện này nhá, và rất là ổn đấy. Cái này lâu lâu nó cũng có một lần nên các bạn nên quay đi. Còn hiện tại thì mình chưa có thời gian cày cắt phút để quay cho các bạn, mà còn có mỗi 15 tiếng. Nên này các bạn nhìn thấy không? Mình còn chưa có thời gian chơi với cái này cơ. Họng mình thì còn đang đau tại vì đang bị ốm đấy các bạn. Khổ lắm. Ok. Mà ngoài ra thì mình còn vừa mới true form một con nữa. Hôm nọ mình quay clip nhờ quay hỏng các bạn ạ. Xong rồi mình mệt quá thì mình chả quay nữa. Kiểu cảm giác kiểu nó cứ khổ sở nào ấy. Thì trong cái video mà mình quay hỏng ấy, mình có true form một con các bạn ạ. Đố các bạn biết con gì? Đây, chính là con này, hơi bị đẹp luôn. Chính là con này này. Đó, Alien Immune to Wave Attack. Đấy, thấy chưa? Thấy chưa? Đó, hơi bị xịn luôn. Thứ ra mình true form hiểu đẹp mà. Thì ở video đánh Star Legend lần trước thì mình mới chơi được cái màn này thôi. Còn màn này thì mình thua thảm hại. Thì trong thời gian không quay clip vừa rồi thì mình đã chơi thử màn này được tận 2 lần rồi. Trong 2 lần này thì mình thua khá là nhiều, cho là ok. Hôm nay mình đã có cách để qua màn này rồi. Thì đây, như các bạn đang thấy trên hình thì nó chỉ cần như thế này thôi, đơn giản. Thì tất cả những thứ các bạn cần nó chỉ là một cái hai cái này, đó, đơn giản. Cái Rich Card thì mình sắp hết sử rồi, mình cũng chả biết bao giờ mới có thêm nữa. Mình lười cày quá. Các bạn bảo là mình bận quá ấy. Đây tắt cái này đi. Đó thì khi mà vừa vào thì các bạn chẳng cần làm gì cả, chờ mấy con này đi vào nhà thôi. Sau rồi cái con bùn bùn sẽ nổ bùm một phát ra. Đó khi mà vừa nổ thì các bạn gọi ngay một Maynex mà Trollex ra nhá. Và đồng thời gọi Sanzo với cả Kankan nữa. Sanzo với cả Kankan sẽ tạo nên một cái bộ khung gọi là bộ khung slow cho các bạn. Và sau đấy các bạn chỉ cần chờ Ken ra và hoàn thành ván này thôi. Đó. Con cừu thì các bạn có thể giải quyết bằng con này nhá. Đây con này của mình có level 2, level 3 gì đấy. Toeng. Đó, như thế rồi. Sau đấy các bạn chỉ cần từ từ vào thắng màn này. Đấy, bật các CPU luôn được. Nhưng mà thực ra đang chưa có nhiều tiền lắm. Nói chung là chỉ cần như thế thôi là các bạn có thể tự tin thắng ván này rồi. Ván trước thì nó hơi khó tại vì mình chưa có chiến thuật để qua một cách hẳn hoi được. Cho là nó vẫn còn khá là phức tạp đối với mình. Việc thắng được cái ván này nó khá là khó tại vì cái con Bun Bun nó ra sớm quá ấy. Con Bun Bun ra sớm quá khiến là mình kiểu không được khống chế. Còn chưa kịp làm gì thì đã thua xứ rồi. Rất nhiều bạn sẽ bị với trường hợp như mình thì các bạn chịu khó kiếm một con nào mà rẻ rẻ có thể carry được, ví dụ như Ken, ván này Ken có thể lo được nhá. Và đừng để Ken chết. Họng mình đau quá, trời ơi. Thì hôm nay thì mình sẽ cố gắng hoàn thành nhiều chap, nhiều ải nhất ở trong cái Story of Legend này thôi. Chứ không thì nguy kịch quá. Đó, thế rồi. Thế là các bạn có thể qua rồi, nhá.
chỉ cần một đội hình khá là sương sương này là các bạn đã qua rồi. Ván này mình lười bấm quá nên mình mang cái cắt CPU vào chứ còn bình thường các bạn không cần cho cắt CPU vào đâu nhá, cho đỡ tốn anh em. Đúng rồi, cắt CPU ấy khổ lắm đó. Lại có thêm một anh Ken nữa đến. Ken cứ như kiểu tên bia ấy nhỉ. Với cả mệt quá. Với cả cái gì nhỉ, mình định nói cái gì nhỉ. Ui, sau mười mấy ngày mình không vào thì cái kênh của mình bây giờ đang có một đống các comment mình chưa trả lời. Các bạn mà chưa được mình trả lời hãy kiên nhẫn nhá, tại vì mình sẽ trả lời từng cái một và mình sẽ mình phải từ từ mình mới trả lời được, tại vì dạo này mình đang khá là bận. Các bạn cứ hết sức bình tĩnh nhá. Đó, mình muốn nói thế thôi. Màn tiếp theo sẽ là một cái màn mà mình vừa mới thua khi mà mình chơi thử mấy hôm trước. Đại loại là nó sẽ có con ostrich các bạn ạ, tức là cái con đà điểu ấy. Ngoài con đà điểu ra thì nó còn có thêm một số các cái con khó chịu khác, ví dụ như là mấy cái con khó chịu ấy, như kiểu mấy con màu đen đó. Ván này các bạn sẽ gặp được một đống các con màu đen cực kỳ bực mình, cho nên là mình sẽ khuyến khích các bạn mang anti black đi nhá. Khuyến khích các bạn nên mang anti black đi. Các bạn có thể mang twin star đấy cũng được này. Twin star cũng là một con khá là ổn trong này. Titanian thì ok cho vẫn được. Còn lại thì mấy con này như kiểu con này thì bỏ ra này. Các bạn có thể hoàn toàn có thể cho thêm đúng rồi. Nếu mà nói đến anti black thì các bạn không thể nào thiếu Nono được. Cho Nono vào sẽ là một sự lựa chọn là ok hơn, lựa chọn mở hơn cho các bạn. Nono nếu mà các bạn không có thì các bạn cũng sẽ hơi bị thiệt một chút. Tại vì Nono cũng là một con Mitchell black khá là ok. Thì các bạn có thể thay cái con tẩy bên cạnh bằng Magnet Mohawk cũng được này. Đó, thế thôi. Còn có Nono rồi thì các bạn có thể bỏ con này ra ngoài cũng được, đỡ phải lằng nhằng lắm. Trong này thì còn gì được nữa nhỉ? Các bạn có thể cho thêm Pizza Cat vào cũng được. Pizza Cat cũng là một con anti black khá là mạnh. Pizza Cat đâu ý nhỉ? Hiện tại của mình thì mới là Ring Girl thôi. Đó. Chả sao mấy con Super Ray thì rất là lười nâng, nhưng mà mấy con kiểu Uber như kiểu mấy cái con đẹp đẹp ý thì mình nâng khá là nhiều. Đấy, chỉ vì mình nâng lên là cái XP mình còn tí chứ nhỉ. Đấy, đang bị ho ấy. Đang bị ho. Mình xin lỗi các bạn vì mình không quay được nhiều clip nhá. Tại vì mình không có lựa chọn nào khác, mình phải ưu tiên việc học lên hàng đầu các bạn ạ. Như các bạn, như mình đã nói với các bạn nhiều đấy, không có gì ưu tiên nhiều hơn học cả. Việc học luôn luôn phải đặt lên hàng đầu. Đây, gọi cái con ngực to ra đi. Nó đập một phát chết hết mấy con kia mà. Chuẩn bị à. Toing. Đập tiếp này. Toing. Khỏe vãi trời ơi. Đấy, các bạn có thể tranh thủ lúc này để nâng tiền lên cao cao một xíu nhá. Ui giời. Ui khỏe vãi trời ơi. Khỏe một cái dã man luôn. Trong lúc này các bạn vẫn có thể nâng tiền lên thêm nhé, hoặc là các bạn có thể gọi Shishilan ra được. Shishilan, Pasalan. Toeng. Cái con Ringer nó quay hai vòng xong nó ra đập tiếp này. Toeng. Toeng. Ui. Con này khỏe vãi, nãy giờ mình có một con sao nhỉ? Đúng rồi, một con mà con này khỏe vãi. Ui, như kiểu nhét hai quả dưa hấu ở trong trước mặt vậy. Dã man. Đó, các bạn có thể nâng tiền nhá. Ringer sắp chết rồi. Đó, chết rồi. Đó, xong rồi các bạn lại có thể tích được như đầu. Bây giờ thì mình sẽ gọi Shishilan ra nhá. Một con quái vật to khổng lồ. Bắt nạt con chó màu đen. Dùnh. Chết rồi. Đó. Nói nhảm nhảm mấy câu. Thực ra là gọi Shishilan đi khá là chậm nên là mình cứ thong thả thôi các bạn ạ. Cứ thong thả thôi. Các bạn có thể tỉnh. Ôi chết. Tình hình con chó đen nó sắp vượt qua Nono của chúng ta rồi. Đấy. Đúng là điều chúng ta vừa không muốn vừa muốn. Bây giờ các bạn có thể gọi con này ra nhá. Con này đi tốc độ thì bình thường, cũng không đến mức nhanh quá, nhưng mà cũng ổn. Gọi thêm con Twin Star ra này.
Ui giời ơi. Một phát. Trời ạ, nguy hiểm quá, nguy hiểm quá. Shishilando. Ok, ui. Sao đà điểu khỏe đấy nhở. Ui, thua xong. Hồng. Ok. Tuyệt. Ồ, nhưng mà bù lại thì mình được khá là nhiều tiền các bạn ạ. Ui, tôi xong rồi. Ui, trời ơi. Shishiland ra chưa? Ui. Bè phải tích tiền, phải tích tiền đó các bạn, cho Shishiland ra. Đấy, hiện tại thì có 9.000 tiền tạm đã. Bây giờ mình phải chờ Shishiland ra thôi. Cái con đà điểu này nó bổ đau lắm luôn ý. Đấy, thôi xong rồi. Phải gọi mấy con khác ra mau rồi. Đâu rồi, đây rồi. Cuối nào. Twin Star gãi ngứa. Đấy, trời ơi, Twin Star của tôi, trời ơi. Nào. Ui, trời ơi. Đáng sợ. Đúng rồi. Rồi, Catanian vừa ra cái đã bị ăn đập rồi. Đấy, hai phát. Thôi xong. Rồi ôi, lại còn đánh trượt nữa, thế mới đau chứ, trời ạ. Kiểu ấy chết rồi. Cảm giác kiểu ván này thua do thiếu Mitchell sao nhỉ? Ui, dã man. Thường thì mấy cái màn có đà điểu thì chúng ta nên mang mấy con như kiểu... Ui, boss 91% kìa. Thì chúng ta nên mang nhiều Mitchell một tí. Ván này có thể bỏ con này ra đi được này. Ván này có thể bỏ con này ra được này. Cho thêm con này này. Xong rồi ván này có thể bỏ con này ra được này. Bỏ con này ra cũng được này. Xong rồi chúng mình cho thêm con này cũng được này. Xong rồi đấy thì là 50 siêu rồi đúng không? Đấy 50 siêu. Xong rồi các bạn hoàn toàn có thể cho thêm mấy con khác như kiểu bomber cũng được này. Con này cho vào cũng được. Không cho vào cũng được. Nhưng mà cho vào thì lợi hơn. Còn cái con các bạn ơi, cái con Ostrich kia nó khó chịu quá. Cái này phải cần thêm sự hỗ trợ một chút đến từ vị trí của con nào nhỉ? Chả con nào ạ, trời ạ. Nhìn lại thế toàn mấy con không ăn được con Oz. Ok, chắc là ván này cũng chỉ cần như này thôi. Mình sẽ mang Speed Up với cả Cut Spill đi nhá. Thêm một chút bổ trợ thế cho nó nhanh các bạn ạ. Đây, tắt này đi. Đấy, bây giờ cho mấy con này thích làm gì thì làm. Đấy, gọi một bé Ring Girl ra là ok. Các bạn là mình mang Speed Up cho nhanh các bạn ạ. Speed Up với cả Cassibill luôn là một combo. Combo khiến cho game EZ hơn. Ui, đấy phun tiền luôn à, không biết luôn. Ui, trời ơi, con chưa phun tiền.
chưa phun tiền, chưa phun tiền, chưa phun tiền, trời ạ, thôi xong, toang rồi, toang rồi, toang rồi, toang rồi, toang rồi. Đó, ok. Chắc tầm này bởi được cắt view nhưng mà thỉnh thoảng hơi lỗi tí. Ui dồi ôi, lại thêm con nữa, trời ơi. Ván trước mình có thua nhanh cái này không nhỉ? Uầy. Đây một con này hai con đấy. À, các bạn đem một con hay hai con đấy. Cuối nào, cuối nào. Chết. Kê. Tụt 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 tụt. Tuyệt 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 tuyệt. Ui. Mạnh thế, mạnh thế, mạnh thế. Chêu 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 ơi, chêu ơi, chêu. Ui. What? Vãi à, thua thua kiểu vớ, lại thua kiểu vớ vẩn à. Trời ơi, boss 100% này. Từ mình nghĩ là ván này à không cần đến con không cần đến Twin Star cũng được nhỉ. Không cần Twin Star được. Phí tiền lắm. Xong rồi mình sẽ thay con khác đi. À đâu, cũng chả cần thiết lắm. Cái này mang cầm cái này đi hợp lý hơn nhỉ. À, chờ mình xíu nhá. Ok, mình đang làm lại một chút các bạn ạ. Làm lại không pha vào rồi sai quá. Hiện tại thì mình đang có khá là nhiều tiền. Với cả cũng gọi là Michio khá khá để có thể giết được tạm một cái con Oz này chăng. Uầy đấy. Lại như ván trước thì cái con kia nó rất là, cái con Diadam nó rất là khó chịu. Bây giờ mày không biết, hy vọng là đủ giết con Diadam. Wow. Uầy, khó chịu ghê. Đây rồi, chết, chết con kia rồi. Bây giờ có bomber cát là con này nó không làm gì đâu mà. Đấy, can deploy rồi. Ok, chắc là đến tầm này cũng qua được bàn này rồi đấy. Theo qua được 2 bàn nhỉ. Để xem còn bàn nữa. Bàn tiếp theo không biết là như nào nhỉ. Mình quên sửa bản tiếp theo như thế nào rồi. Ok. Chúng mình đang qua một cách chậm rãi nhờ. Xong. Ui khiếp. Switzerland đập một quả uy lực thế. Đó, ok. Vậy là màn này đã xong. Thế thì chúng mình sẽ còn thêm màn nào nữa nhỉ? Đây. Màn này là Blockchain Twilight. Blockchain Twilight thì có gì nhỉ? Blockchain Twilight. Đâu nhỉ? Mình đang xếp đội hình mà. Màn này có Metals thì phải. Metals thì đơn giản thôi. Các bạn chỉ cần đội hình xương xương như này thôi. Chắc là qua rồi nhỉ? Ván này chắc cũng chỉ loanh quanh như này là qua, có gì đâu trời ạ. Đây, chuyển luôn
Mà này, đây là cái đội hình mà mình thường dùng để đánh cái con gì nhỉ? Cái con cái màn facing danger ấy các bạn. Nhanh lắm, các bạn chỉ cần chịu khó một tí là qua. Đây, ui chuẩn luôn, đúng cái đội hình mình đánh facing danger luôn. Đó, các bạn sẽ gặp mấy con chó như này. Như thế. Hình như mình không biết nhưng mà hình như mấy cái con boss ở trong này nó khá là khỏe rồi phải. Ôi, nhìn mấy con chó metal này sao trông cũng khỏe thế. Cắn phát chết luôn à. Ui, sao nó cắn khỏe ấy nhở. Các bạn thấy nó khỏe không? Sao tự nhiên mình thấy nó khỏe nhỉ? Ồ, thôi xong rồi. Ui, cái gì đây? Cái gì phát chết luôn vậy? Cái gì vậy? Cái gì mà một phát chết luôn vậy? Đây rồi. Gánh tim, gánh tim, gánh tim. Hayabusa always gánh tim. Toang. Ui. Ui, what? Ui, các bạn có thể phao rồi. Ui, cái tầng cái Man Heavenly Tower này. Level 7. 70 à, tức là phải mấy phát như thế luôn nhỉ? Để coi. Ok, coi như là vẫn dùng đội hình này đi nhá. Bỏ mấy cái này ra, bỏ con này ra đi. Xong rồi cho con này vào này. Anti-Metals đâu? Tức là xung phong ra đây. Đây, mình sẽ có con này là một con cực kỳ hợp lý cho màn này. Bỏ con bomber khác này ra, what the fuck. Xong rồi cho con này vào, ok này. Con này thì kiếm tiền khá ok nhưng mới level 10, không cho vào. Cho Fallen Poseidon này vào ok này, Kronos này cũng ok này. Dù là chẳng có tiền để gọi đâu nhưng mà thiếu crit này. Criddle, anh em Criddle ra đây. Đây. Có mấy anh chị em đây. Con này là con không thể thiếu được. Cho vào đây đi. Đó, xong rồi cho thêm con gì nhở. Cho thêm con này là rõ rồi, bỏ con này ra. Xong rồi cho thêm con gì nhở. Con này là rõ. Bỏ con này ra. Thích thì cho con này vào được. Tùy, đấy. Nên quanh đây là đội hình chúng ta cần nhá. Cái con nhảy dây như là mang cái hệ resistance với cả metals thì phải. Khiếp. Mấy dạo này lâu mình không quay clip mà bắt đầu chơi bắt đầu kiểu lòng ngoằng rồi. Chơi bắt đầu kiểu chậm chậm ấy. Con nhảy dây bao tiền nhỉ? Khiếp, 360 rồi, đắt thế. Vừa có crit vừa resistance thì tội gì không dùng. Đấy, nhảy dây đây. Ui, sao nhảy vài cái đã bị ngã rồi kia. Ui. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để làm được thật là nhiều điều thần kỳ. Đây rồi. Ui chết. Đây, cho con này ra. Người thông minh người ta phải xử lý kết thông minh các bạn ơi. À, mình bảo trong cái thời gian mà mình không quay được clip ý, các bạn mà có thắc mắc gì về game hay là gì thì các bạn vẫn có thể hỏi mình bằng cách qua Instagram được các bạn nhé. Mình vẫn trả lời tin nhắn các bạn qua Insta mà. Xả màn. Trời ơi. Crit đâu. Mà này con nào cũng khỏe đi nhở, trời ơi. Storm Legend càng ngày càng khó á. Ui. Vãi, con bướm là sao khỏe đi nhở. Ui. Thế thì phải dùng con gì đánh lùi ra sau rồi nhở. Bây giờ phải dùng con từ chờ mình xíu để mình cho. Mình nghĩ là phải cho D'Artagnan vào các bạn ạ. D'Artagnan để xử lý con bướm đã. Xong rồi đằng trước thì sẽ khống chế.
Đằng trước thì có Kronos. Kronos thì có vẻ không lợi bằng Poseidon được vậy. Cho nên mình sẽ cho bỏ Kronos ra này, cho Poseidon vào này. Xong rồi mấy con đánh crit thì cũng kiểu gọi là bắt đầu hết hết rồi. Xong rồi Anti-Metals thì cũng thế. Ván này toang thế nhỉ. Cho các anh được Cradle vào cũng chẳng có gì tự sát về, mấy con kia vẫn mạnh quá. Hay là bỏ con mà không bỏ được con gì đây lại nha. Ván này lẽ là có thể cho speed up vào, nhưng mà thực ra cho speed up vào nhanh thua lắm, cho là hiện tại chưa cho vội. Xem nào, toang thế nhỉ. Đây từ từ tiết kiệm tiền một tí đã. Mình sẽ đầu tư một số tiền nhất định để giết mấy con này nhá. Đó, một con này. Hai con này. Đó, ba con. Đây, ok. Hayabusa đây rồi. Cả Hayabusa cả Dratania luôn. Dratania ơi, đừng chết hội quá trời. Đây rồi, tiền đây rồi, tiền đây rồi, tiền đây rồi, tiền đây rồi. Phải có Dratania, phải có Dratania. Phải có Dratania các bạn ạ, phải có Dratania. Trời ơi, freeze đi, trời ơi, làm ơn, đừng nghỉ Dratanian chết, đừng nghỉ Dratanian chết. Đừng nghỉ Dratanian chết. Ok, tuyệt. Đây rồi, Dratanian vẫn còn sống. Chỉ cần Dratanian vẫn còn sống mà nó sẽ đánh được ra con bướm là sao các bạn ạ. Đánh được con bướm thì chúng mình sẽ có tiền. Có tiền thì thắng. Chẳng sao nữa. Con hải cẩu này cũng không trâu quá lâu đâu. Ok. Tuyệt. Nhiều tiền. Tiền nhiều để làm gì? Tiền nhiều để giết con này chứ còn gì. Đó. Trời ơi, khiếp cái ma này. Kinh dị. À, nếu các bạn không có Dratanian, các bạn nên sử dụng mấy con kiểu có thể hít được con bướm ấy. Nếu các bạn giết con bướm sớm ấy thì các bạn sẽ có tiền và sẽ qua màn này dễ hơn. Đó. Khiếp. Cái tầng này kiểu cảm giác kiểu sắp hết Storm Legend nó khó hay sao ấy nhỉ. Bây giờ mình cố gắng qua được cái màn này nhanh nhanh đi để xong rồi. Ôi chắc là video mình kết thúc đây rồi, mình đau họng quá trời ạ. Đó, xong mình còn phải rep comment của các bạn nữa trời ạ. Đó thì chắc là video mình sẽ kết thúc đây nhá. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Trời ơi, cảm ơn các bạn xem video của mình nhá. À đấy, quên cho các bạn xem mà. Chắc là mình sẽ không quay đâu, cho mình sẽ tự chơi được mấy cái màn này thôi. Còn mình đoán là các bạn cũng sẽ qua được hết rồi. Mấy cái này các bạn cũng qua được 3 sao hết rồi nhở. Cái này mình chơi từ lâu lắm rồi này. Xong rồi Leobert này, XP Megabits này, các thứ. Còn đây mình sẽ cho các bạn xem mấy con mình mới True Form nhá. Mình cũng chưa xem cho là mình muốn cho các bạn xem. Đây, anh em của Hayabusa đâu. Đây, trời ơi. Hay là cho tất cả mấy con của mấy con này vào nhở. Trông xịn quá. Trông ngầu quá trời ơi. Trông ngầu quá trời ạ. Đây, Black Cat này. Con này hơi bị sexy luôn, lại còn mạnh nữa trời ạ. Đấy, các anh em vào đi. Hayabusa Oni, Hayabusa Oni. Oni kiểu Oni-chan là anh đúng không nhỉ? Xem anime kiểu nhiễm sứ rồi. Mình không phải Weibo nhá. Đây, cho các bạn xem con mình mà True Form này. Đấy, từ từ phải chờ để giết cái con này đã. Đây, để xem con này của mình giết được bao nhiêu. Higher score. Danger, don't touch. Con này có 4, nhưng mà con này cũng hơi đắt thật. Tận 4.800. Con này ngày xưa, con này mình thích nó một phần tại vì nó khá là giống cái nhân vật ngày xưa ở mình ấy. Cái nhân vật ngày xưa các bạn chơi trên máy tính, con này gọi là Mega Man này vậy. Đúng rồi, Mega Man. Đây, cho các bạn xem nhá. Đấy, trời ơi, nhìn nó ngầu chưa? Nhìn ngầu chưa? Đây, xem đây.
Con này DPS cũng rất là ok nhá, đánh liên tục luôn. Đấy, đánh liên tục luôn. Đánh liên tục luôn, đánh liên tục luôn. Mấy con ở trong này chu phong ngầu vãi, trời ơi. Đây, bây giờ mình hiện tại mình mới chu phong được có 3 con này thôi. Còn trên còn mấy con còn lại thì chưa có tiền chu phong các bạn ạ. Nghèo quá trời ơi. Trời ơi, mình thích con Akira này nhất luôn. Arika Akira gì đấy. Nói chung là mấy con này đều xịn cả. Hayabusa thì chạy nhanh nhất, còn mấy con này chạy chậm hơn. Đó. Tất cả đều hàng xịn đấy các bạn ạ. Hàng xịn đấy. Trời ơi, mấy con này trông ngầu quá. Trông ngầu quá, trông ngầu quá. Đó, chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Ok, chắc là hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau vậy. Ok, chắc là mình sẽ chờ mấy con này kết thúc ván này thôi. Ok, chắc là video mình sẽ kết thúc ở đây thật rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá. Hẹn gặp lại các bạn ở trong video lần sau. Bye bye. Yeah. Wow, con gấu đen lại lật kèo, thêm pha lật kèo nữa. Ok, kết thúc đây, kết thúc thật đây. Bye bye. Yeah.